Để quên xe máy bên ngoài rồi khóa cửa đi ngủ, sáng dậy chủ nhà hốt hoảng đi tìm. Sự việc xảy ra ở một cơ sở kinh doanh vòng hoa tang vào hôm ngày 22 tháng 4 vừa qua. Sau khi đi ra khỏi nhà, dù đã bước ra ngoài kiểm tra trước khi đóng cửa, nhưng người đàn ông lại bỏ quên chiếc xe. Người này đã quên đi sự tồn tại của chiếc xe cho đến sáng ngày hôm sau, ngày 23 tháng 4, khi giật mình bước xuống nhà mà không thấy xe. Ngay lập tức theo phản xạ, gia chủ ngó ra vỉa hè trước cửa nhà mình nhưng không thấy được. Như nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng đi tìm chìa khóa để mở cửa, và điều bất ngờ đến khó tin là chiếc xe vẫn ung dung đứng đó. Bên dưới video khó đỡ này, dân mạng hài hước để lại bình luận dưới bài viết: sau 8 tiếng nằm ở vỉa hè, đây chính là phương tiện may mắn nhất Việt Nam rồi. Hình như tối qua ăn trộm nghỉ phép hay sao ấy trời. Chắc xe hết xăng nó lừa giác bộ nên để lại cho ông đấy mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.